Bộ Tài chính sẽ thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra 8 phần 10 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch năm 2023, sẽ hoàn thành việc thanh tra trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều ngày 19 tháng 1, trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên về tình hình cụ thể thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2023 và kế hoạch thanh tra năm 2024, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính, Doãn Thanh Tuấn cho biết về thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành thanh tra 8 phần 10 doanh nghiệp. Toàn cảnh buổi họp báo dự kiến, việc thanh tra các doanh nghiệp sẽ kết thúc trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Sau khi ban hành kết luận thanh tra, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm sẽ công bố thông tin đầy đủ, ông Tuấn nói. Về kế hoạch thanh tra năm 2024, ông Tuấn thông tin, ngày 27 tháng 11 năm 2023, lãnh đạo Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch thanh tra. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Đoàn thanh tra sẽ thực hiện thanh tra theo kế hoạch được thông qua. Trước câu trả lời khá ngắn gọn của lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã yêu cầu lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm bố trí thời gian trao đổi thông tin kỹ hơn với Thanh Niên xung quanh câu chuyện thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm. Trước đó, tại họp báo thường kỳ quý tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính chiều ngày 5 tháng 10 năm 2023, trả lời câu hỏi của Thanh Niên cũng về câu chuyện thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm, ông Tuấn cho biết, đến thời điểm đó Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là AIA và Daiichi, đang thanh tra Manulife và một doanh nghiệp khác. Từ thời điểm đó tới cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Liên quan tới việc thực hiện kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm Prudential, Sun Life, BIDV Medlife, MBAZ mà Bộ Tài chính công bố ngày 30 tháng 6 năm 2023, ông Tuấn thông tin thêm, cơ bản các doanh nghiệp chấp hành. Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính gồm 2 phần là kiến nghị về chuyên môn và tài chính. Với kiến nghị về chuyên môn, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chấp hành. Với phần kiến nghị về tài chính, đến nay, doanh nghiệp bảo hiểm đang phối hợp với cơ quan thuế thực hiện. Trước đó, theo kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, việc bán bảo hiểm qua ngân hàng còn nhiều sai phạm. Trong đó, khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới sai phạm nhiều nhất. Các hành vi vi phạm điển hình như không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp. Ngân hàng không đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm, cho người khác, đại lý cá nhân khác, nhân viên ngân hàng, sử dụng máy tính bảng, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin và không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. Căn cứ kết quả thanh tra, Bộ Tài chính yêu cầu 4 doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các biện pháp như tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh toàn diện đối với hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm cao nhất việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ, ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá thuộc đại lý bảo hiểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.